nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok và hello xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming anh nha. Thì hôm nay mình sẽ cũng như lời hứa là hôm nay mình sẽ mở skill cho anh em xem. Thì mình đã up được con điện tử. Và đây là thành quả sau cho bao nhiêu ngày mình thuê trên dịch vụ .me. Thì mình up vào những ngày sự kiện thôi, còn những ngày không sự kiện là mình không up, nên ra là nó hơi lâu, nên là anh em thông cảm. Bây giờ mình sẽ show qua cho anh em xem. Ok nhập. Đây thì con đệ tử của mình đã được 149.800 sức mạnh rồi. Thì khoảng 200k nữa thôi là nó sẽ lên 150 triệu. Thì lần này không biết là sẽ ra skill gì. Thì đây hiện tại là chiêu đấm 1 là Dragon, và chiêu thứ 2 không biết là Atomic hay là Kamezuko. Mình mong là được Kamezuko vì mình đổi đệ khá nhiều lần rồi anh em ạ. Khoảng 8-9 lần rồi. Thất vọng luôn. Giờ bây giờ mình sẽ qua úp cho con điện tử lên khoảng 149.950k đi. Lúc đó thì mình sẽ qua rừng đá và mình mở skill thì cho nó dễ hơn, không phải là qua rừng đá úp lâu la nữa, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ qua bên Đông Karin để mình mở nha anh em. À, Đông Karin để mình úp nhá, mình úp xong đã. Thì cũng như là hứa là mình quyết định mình bật cái hôm nay mình sẽ bật face cam nên là có hơi xấu, anh em thông cảm không? Ok qua đây. Xuống đây con. Cố lên nào. Thì đây ở đây mình sẽ úp cho lên khoảng một ít nữa thôi, còn xong mình sẵn sàng đường đá mình mở. Không thì với 200k sức mạnh thì qua đường đá nó sẽ không thể nào mở được vì nó lâu, khá là lâu, đường đá ít tiềm năng mà anh em. Đi vào đây úp cho dễ. Ok, mình sẽ đổi khu nhá. Cố lên nào, lần này phải mở được Kamezuko. Rồi ơi. Thì cũng như là mình đã chuẩn bị sẫn một bộ, ba bộ, hai bộ bí ngô rồi. Thì nếu mà có trường hợp gì xấu xảy ra thì mình sẽ lấy số bí ngô đó mình đổi skill luôn. Mình mong là không có trường hợp gì xảy ra cả, vì mình đổi đệ khá là nhiều lần rồi anh em ạ. Ok nhá. Đây cho đệ tử đánh đi. Tấn công đi. Giờ mình phải canh sức mạnh của nó thì nó mở ra đấy. Thì mình mong sao là nó mở ra được Kamezuko là ngon rồi. Không cùng lắm thì Atomic. Yes. À, siêu quái. Khéo nó ra skin luôn là mệt đấy anh em ạ. Chúng ta phải canh từng bước một. Cố lên nào. Hôm nay là ngày một ngày tuyệt vời. Hôm nay là ngày thứ 7. Và mai mình sẽ đăng video. Vì hôm nay là thứ 7 thì mới úp xong, nên là hôm nay mình sẽ có video hôm nay, và chỉ ngày mai mới có thôi. Cố lên, mong em ủng hộ mình. Mình mất khá là nhiều về con đầu tư con đệ tử ấy rồi. Ây à, chưa một lần biết Kamezuko làm gì. Nick đẹp play này, chưa một lần. Trời. Team mình giờ đập rất mạnh. Không biết sao nữa. Cái kiểu như mình chờ bao nhiêu ngày rồi cuối cùng để mở skill ấy anh em. Anh em mở cho người khác thì rất bình thường đúng không? Không thấy cảm giác gì, nhưng mà khi mình mở cho chính nick của mình thì nó mới có cảm giác. Ây da ơi, gần 900k rồi. Sót quá, không biết sao nữa rồi. Ờ 900 rồi, mình cho lên là 950 nhá. 950 còn 50k sang bên kia. Cố lên nào đấy ơi. Khéo lắm mà ra skill luôn là mày đấy. Mình rất ngán cái vụ Masenko rồi. Đau tim vãi.
Đau tim vãi. Ba mươi k rồi, cố lên. Cố lên nào đệ. Cố lên nào DB Gaming. Và cố lên nào anh em. Anh em đang theo dõi mình, ủng hộ mình cơ mà. Mày phải cố lên nào. Con đệ nào. Con đệ tử của tôi. 49 rồi. Tim đập mạnh vãi chưởng. Khéo lên rồi, lên chết. Ơ kìa, đừng 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 đừng. Đừng. Ôi thôi thôi thôi. Thôi thế thôi. Mình nghĩ là thế thôi, đau tím lắm rồi ấy. Bây giờ mình sẽ qua bên rừng đá nha anh em. Rừng đá bên sai ra. Hay. Đau tim quá, đau tim quá. Đâu nhỉ? Tắc lưu đen. Không biết thế nào đây. Kamezuku đang đón chờ. Mình cũng không rõ nữa, mình cũng không chắc là nó ra mấy Kamezuku đâu. Hồ ly 6 đuôi rồi. Hồ ly 6 đuôi nghe quen quen giống như hồ ly 7 đuôi nhỉ. Anh em còn nhớ cái ID hồ ly 7 đuôi không? 7 đuôi 6 đuôi mình chả nhớ nữa. Rồi quan trọng bây giờ là mở skill. Yes. Đây đường đá đây. Thì mình sẽ sang giữa map và mình sẽ như anh em nói là mình sẽ bỏ hết tất cả những cái gì trong con đệ tử. Từ trước đến giờ mình mở rất nhiều lần mà mình quên mình không có bỏ đồ ra. Như anh em nói là phải bỏ hết tất cả đồ đạc của con đệ tử ra. Thì lần này mình sẽ nghe theo anh em và chắc chắn là phải ra. Cố lên nào đệ ơi, cố lên nào DB. Anh em tin mày, ba mẹ tin mày, em trai tin mày. À không, không có em trai. Chị mày tin mày, gia đình tin mày. Cố lên đi mẹ mày khóc. Ba thương mày đến bào tóc. Ok, bây giờ mình sẽ tháo hết đồ của đệ tử ra nha anh em. Lần này là lần quyết định, mình không biết nó thế nào đây. Thôi nhưng sao mà cứ Kamezuku là đẹp đẹp lắm rồi, là một cái cực, là có một cái kết cực kỳ là đẹp luôn đấy. Chứ không phải đẹp nữa mà cực kỳ đẹp luôn. Bỏ luôn cả cái cải trang ra nhỉ. Rồi, đệ đã về gọi là thời tiền sử không quần áo. Đánh đi con. Bây giờ sư phụ sẽ chờ con. Chúng ta phải sống thật lượng những ngày còn lại của cuộc sống. Khi con đệ tử sắp mở skill 2. Không biết thế nào đây. Thật sự là tim mình đang đập rất mạnh. Anh em không hiểu cảm giác đấy đâu. Anh em nếu mà anh em nào có từng trải rồi thì anh em sẽ biết là khi anh em mở skill cho đệ tử nó sẽ như thế nào. Thì mở này khá lâu ấy. Thôi cứ phải chịu thôi, lâu thì cũng phải chịu thôi. Để mình xem nào. Rồi 60k rồi. Chúng ta phải câu giờ. Câu giờ. Câu giờ. Mà cái gì thì nó cũng phải đến thôi anh em ạ. Mình không biết nó có ra cái gì không. Nhưng mà nếu mà nó mà đen nữa thì mình nghĩ là mình gọi đen nhất trong cuộc rồng rồi, cực kỳ đen thì phải đen nữa. Giá như là mình là gì ta nhỉ, còn không nói được, quên đi. Quan trọng bây giờ là mở skill. Mấy hôm nay là thời tiết nó thay đổi anh em ạ, bây giờ môi khô hết rồi này. Đâu có đệ tử đâu rồi? Trời ơi, mày đi đâu đấy? Đừng bỏ sư phụ nữa em. Vì mình úp ở rừng đá này nó quá nó ít sức mạnh và tiềm năng đánh ở con ở rừng đá này nó ít nên ra là chắc chắn là sẽ không lỗi chỉ số của đệ tử và úp là hơi lâu một tí, anh em thông cảm nhá. Anh em cứ theo dõi thôi. Nếu mà có gì thì mình sẽ tua qua đoạn này, mình cứ ngồi mình quay thôi. Mình sẽ nghe theo anh em nói là phải mở rừng đá. Mình sẽ mở rừng đá. Và cởi hết quần áo luôn, anh em thấy không? Trần truồng luôn. Thật là tội nghiệp. Mùa đông giá rét này là không có quần áo mặc là đó là một nỗi buồn đấy anh em ạ.
Mình đem vãi trưởng luôn. Như nào? Bảy mươi mốt rồi anh em ạ, 71 rồi và 9 phút đã trôi qua. 9 phút đã trôi qua với mình. Mình cảm giác như là một ngày đã trôi qua. Ơi trời ơi. Chúng ta phải làm cái gì đó. Thật sự là mình không biết sao nữa. Giờ mà ra mà sân cô luôn mình khóc luôn anh em ạ. Thật sự luôn đấy, mình khóc luôn đấy. Khóc ra nước mắt vừa cười vừa khóc luôn đấy. Mắt nó rưng rưng rồi nè, mắt rưng rưng rồi nè. Nó còn Nam Masenko nữa là mình khóc luôn đấy. Anh em không ở đây, không ngồi chỗ ngay chỗ mình ngồi đây cảm hiểu được cảm giác của mình nghe lúc này và cực kỳ là hồi hộp. Mình không biết là anh em xem video là có hồi hộp không, nhưng mà mình thì chắc chắn là có rồi. Bây giờ 75k, trời ơi đệ ơi. Đây mình trước khi vào mở điện tử thì mình cứ tạm sâu qua cho anh em xem đây. Mình đã nhận được khoảng 8 ca đậu rồi. 8 ca đậu cho khoảng 3 con điện tử. 3 con điện tử gần nhất gần đây là 3 con điện tử rồi. Đó là số 3 ca đậu mình đã nhận trong gần đây. Cuộc sống không biết trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Mười một phút đã trôi qua và chúng ta vẫn chưa nhận được kết quả gì. Rồi đấy anh em ạ, sắp 80k rồi. Anh em xem chắc là cũng phải hóng lắm đấy nhỉ. Mà không sao, nếu thấy cảm xúc nếu cảm thấy cuộc sống bế tắc, hãy bốc cho mình một cái bát họ. Cái bát 20. Bốc cái bát 20 đổi ối đệ tử anh em ạ. Nếu mà xin skin cùi, anh em có thể đổi ối đệ tử luôn đấy. Trời ơi, mình phải xem lại một lần nữa nào. Đau tìm vã lìn. 81 rồi. Không biết lần này là thế nào đây. Cố lên nào. Kamezuku, Kamezuku. Thì mình đã chuẩn bị sẵn hai bộ bí ngô. Thì mình đã để lịch phụ. Mình mong là nó không phải dùng biến số bí ngô đó. Mà đến giây phút này anh em vẫn còn xem thì nếu mà chưa mở điện tử anh em, nếu mà chưa like hay là gì đó thì có thể để lại cho mình một like nhá. Dù sao dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh em vẫn luôn luôn theo dõi ủng hộ mình và mình luôn luôn đồng hành cùng anh em trong những video. Cố lên. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bờ vực sâu. Lộn. Ây da. 85k rồi. Sao mình không bật cờ lên nhỉ? À thôi, không lên bật cờ. Chúng ta biết sao không lên bật cờ không? Bật cờ màu đen đúng không? Cờ màu đen là rất đen nên là không lên bật cờ. Thế thôi. Chúng ta cứ úp chay như thường thôi. Khá là lâu. Khá là hồi hộp. Trời ơi, sao mình càng ngày càng đen này. Tóc đi làm hỏng hết rồi. Thôi đệ ơi, anh xin Kamezuko đi. Anh em rất thất vọng. Trời ơi, cầm điện thoại nãy giờ mỏi tay lắm rồi đấy. Mình thấy cảm thấy mình mỏi tay lắm rồi đấy.
không thể nó mỏi hơn nữa rồi. Mình thấy nhiều anh em bảo mình làm video quá sản, kiểu như là không có gì ấy. Mình thấy đơn giản thôi thì mỗi người mỗi ý kiến cá nhân khác nhau, mình không quan trọng. Quan trọng là những anh em vẫn xem video của mình, ủng hộ mình là được. Mình nhảy cam ở đây nhìn hơi ngu nhỉ. Thật sự công nhận là ngu, nhìn ngu vã trưởng luôn đấy. Nào, cố lên nào. Rồi, sắp mở rồi. 90 rồi anh em ạ, 90 rồi. Chuẩn bị rồi. 91. Anh em xem chỉ số ạ, anh em xem chỉ số này. Đây. HP 3K7 khi là 5K8. Sức đánh 700. Đó anh em đoán đi. Đoán luôn ngay bây giờ đi. Trước khi nó ra anh em đoán ngay dưới comment đi. Chưa ai comment thì comment luôn. Comment luôn rồi ngay. Anh em đoán siêu, anh em là thần thánh luôn. Anh em không chơi tua nhá, không chơi tua video nhá. Comment ngay tại thời điểm bây giờ. Ba 93 rồi. Còn 7K nữa thôi là cuộc đời mình không biết lên hay xuống đây. Cố lên nào. 94K rồi. 94K rồi. Mới thường đây. Mày ơi đừng lừa tao, mày ơi đừng lừa tao. Sư phụ tin mày, anh em dịch vụ chấm mi tin mày, anh em xem YouTube tin mày. Và mấy con quái đây nó cũng tin mày hết. Nó tin mày hết, mày phải cố lên. 69K. Không biết cuộc cái kết cho cái video này nó sẽ như nào và mình không biết thế nào nữa. Mong là nó sẽ có kết, cái kết gọi là khá là tốt đẹp. 97 rồi. 97 rồi. Đau tim vãi. Rồi 98 khá đẹp. không đi. Bây giờ mình sẽ cho đánh khoảng tầm 2 phút. À 1 phút thôi. Thế khoảng 4-5-6 con nữa là mình sẽ giờ mình có nên mở hay không? Nếu mở ra Kamezoko thì cuộc đời mình đi lên, mở ra Mensenko cuộc đời mình sẽ đi xuống. Và nếu mà ra Antomic thì cũng được. Ở cái xương khô này mình làm trò gì vậy? Tao sắp mở skill rồi mày đây mày phá đá mà con xương khô này. Ma. Thôi lắc qua. Đừng. Má đây tử của anh xưng hô anh em ơi. Chắc mình đổi khu mất thôi. Bây giờ mình sẽ đổi khu và mình sẽ mở đến tử. Rồi, bây giờ là thời khắc quyết định cuộc sống. Mơ. Kéo nhá, bây giờ mình sẽ kéo nhá. Kamezoko, Kamezoko. Hey mày. Phê. Kamezoko. Anh chịu rồi. Đấy đúng không? Kamezoko luôn. Sao anh à, chặt đầu thôi. Kamezoko luôn. Thấy gì à? Tuyệt vời. Kỳ quá. Quá đẹp trai luôn. Đừng ra. Ta bảo rồi. Kame chắc mà. Nhìn là biết Kame rồi. Mày lần đầu tiên. Ê, đẹp trai, quá đẹp trai. Đây. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Không có gì hơn nữa. Và bây giờ mình sẽ không phải dùng đến số bí ngô mình đã tích rồi. Bây giờ mình sẽ đi úp đệ tử và
chào anh em ở sở cứu ba cho anh em xem nhá. Và bây giờ nếu anh em thấy video hay để lại cho mình một like, một subscribe và cũng như là đồng thời ấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất của mình nhé. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh trong những video tiếp theo. 20 phút quá trôi qua, đau tim quá trở luôn. Bye bye và hẹn gặp lại.